Rồi, kính xin chào các bác. Thì em vừa nhận được một con LG V60 của một bạn khách ở trong nhóm của mình thôi. Thì là bạn ấy bảo là cái con này nó không lên nguồn các bạn. Em cũng đã hướng dẫn bác ấy là bấm tổ hợp phím nguồn rồi giảm âm lượng. Nói chung là reset phím cứng đấy, nhưng mà vẫn không được. Thì bác ấy bảo thôi để gửi về cho em để xem kiểm tra như nào. Thì em nghĩ là em đã hướng dẫn bấm tổ hợp phím cứng mà không được thì em nghĩ là con này nó cũng có khi là chết hẳn bên rồi, thì em đoán là thế. Thì trước tiên là về ngoại hình đây, các bác thấy rằng đây là con bản version, cái hoàn toàn là cái khung khung viền là không có vạch nhựa, là không vạch sóng nhựa, thì là đương nhiên là bản version rồi. Tuy nhiên thì là cái lắp lưng này ấy, thì không phải là lắp lưng của bản version vì nó không có chữ 5G ở đây. Thì chắc bạn ấy cũng biết rồi là lắp lưng này thay rồi. Đấy, thì hiện tại là em về em bấm cái phím tổ một phím tăng giảm âm lượng các thứ, nói chung là được xem cứng cũng không được đấy, cho nên là em sẽ thử tháo máy ra xem nó thế nào các bác ạ. Đấy, thì các bác đợi em chút nhé, em sẽ khò nó ra nhé. Rồi các bạn, thì em vừa khò xong rồi, em cũng đã tháo được nó ra rồi đây. Thì con này tháo dễ lắm các bạn, tại vì nó không phải là cái gioăng xịn gì cả, nó là gắn keo thôi. Cái khò nhẹ phát ra luôn các bạn này, keo vết keo vào này. Đây là cái keo, là không phải là gioăng đấy, cho nên dễ lắm, phải ra rồi. Thì đây em sẽ xem luôn từ cái khâu này đây, thì trước tiên em nhìn phát là biết luôn là không phải pin zin rồi đấy. Và hình đây đây có cái tem này, có tem nhưng mà không biết tem của ai, nhưng mà nó bị bóc trong mất, nó bị chóc mất rồi các bạn, không phải là em cố tình làm nó chóc đâu, nhưng mà nó chóc sẵn rồi đấy. Thì em đang xem thế nào đây, trước tiên là xem từ con ốc này. Ốc thì không phải ốc zin luôn các bạn, để em xem được mấy con ốc zin đây, một con hai con à, được đúng hai con ốc zin các bạn, được đúng hai con ốc zin, còn tất cả những con ốc này đều là những con ốc khác nha các bác nhé. Thôi rồi em cứ từ từ nó ra, từ từ đoạn này em sẽ không tua nữa đâu nhé. Đây ốc này ngắn ngủn này, không phải ốc của V60 luôn, em sẽ không tua nữa đâu nhé các bác chú ý. Các bác có muốn xem thì cứ xem thôi. Nói chung là đây thì cũng em không đoán chắc đây là thực trạng của con V60 hiện nay, không phải là con nào cũng như thế này, nhưng mà em nghĩ là cái gì nó có giá của nó thôi các bạn. Không thấy, tại vì thấy bác này bảo mua con máy này có 2 triệu à. Không biết mua nguồn nào 2 triệu à, 2 triệu, nhưng mà hình như bác ấy bảo là mua về đã không có sóng rồi, thì chắc là con này là bản lock gì đấy, hoặc là thấy thấy bác ấy bảo là người bán còn nói là lúc có sóng lúc không ấy. Đấy em, tại vì lâu cái đoạn tin nhắn em cũng chưa xem lại, nhưng mà em nhớ mang máng là như vậy đấy. Thì bác ấy bảo mua có 2 triệu à, mà lúc có sóng lúc không thì bác này bảo về cái game thôi, cho nên là bác ấy cũng không quan trọng, thì là có 2 triệu thôi, mà bác này về cũng khá là kỹ, dán riêng cái thứ cũng cẩn thận lắm, dán đây này, và nhìn hoa ốc zin với không zin nó khác hẳn nhau này. Này đó, ở đây biết ốc zin của con V60 nó sẽ có màu hơi xanh xanh, hơi xanh xanh đấy, nó là màu trắng nhá, nhưng mà hơi xanh xanh đấy. Còn cái này thì là con gì không biết, ngắn ngủn. Được rồi, xem là còn cái ốc nào được không. Ok luôn. Còn đâu à? Cứng thế. Hết rồi. À. Thì cái NFC này thì cũng còn ngon. Lại sẽ có chữ TME này, T Mobile. Tôi cũng chả biết. Nó cũng giống giống nhau, cái này không quan trọng cho lắm. Đấy, thì đây. Ủa, bung cả cái mình lên rồi. Thì đây các bác. À, đây là toàn bộ cái nội thất của nó đây. Và hoàn toàn các bác có thể thấy là trước tiên là em phải tháo cục pin này nhé, cho nó chắc ăn. Đấy. Ô, dễ dàng thế nhỉ, nó nhẹ lắm. À, đây để em biết cho bác biết nhé. Thứ nhất là cục pin không ngon nhé, cục pin zin này này, em đang có chuẩn bị một cái cục pin zin này này, pin zin nó khác hẳn này. Đó. Rồi, nói chung là pin linh kiện, em không cần phải, em không nói là hàng hàng dựng, nhưng mà hàng hàng hàng, hàng đều, nhưng mà nó là linh kiện, nó dùng cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không ngon bằng zin. Đấy thì đây trước tiên này các bác nhìn này,
Tem tiếc thì dán tùm lum, mình chả biết là tem gì. Đây là cái dán pin này nhưng mà nó cũng sao này, nó tháo ra dễ dàng lắm. Đó. Rồi. Tháo luôn cả cái này đi. Cục này thì không vấn đề gì. Thì đây, trước tiên là tem tiết để dán của họ tôi không nói, nhưng mà đây trước tiên các bạn nhìn tinh ý phát đã nhìn ra được là cái miếng bảo vệ như thế này này, cái miếng bảo vệ như này nó bao trùm từ đây đến đến đây này, đây 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 đây, đây. Thì nó đã bị mất rồi. Đây thì không biết là nó bị thay thế cái linh kiện nào, chắc chắn là phải có sự can thiệp vào những con linh kiện ở gần đây thì mới phải tháo cái vỏ bảo vệ ra, và tháo ra rồi thì lại không đóng lại, mà hình như không thể đóng lại được vì mất chân rồi, mất chân luôn, mất chân này, nó đứt chân luôn thì sao mà đóng lại được. Này coi nhìn nó đứt chân luôn đó, này coi nhìn chỗ này, đứt chân luôn thì sao mà đóng lại được nữa đó. Đấy thì rồi mình sẽ tháo hết cả cái main xem bên dưới có vấn đề gì không. Đấy thì các bác đấy, đầu tiên phát đã thấy là cái main này là đã qua sửa chữa rồi đó. Cũng không biết là do ông nào mình không biết, à quên. Còn cái này nữa, tháo ra. Ok luôn. Đây các bác. Thì đây. Cái bên này thì mất, bên này thì mất rồi. Còn bên này thì ok, bên này thì còn. Bên này còn này, còn nguyên cả miếng ta miếng 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 như kiểu là miếng keo tản nhiệt ấy, keo đấy nhá, đây là keo tản nhiệt. Đó, bên này thì ok. Còn bên này thì mất. Đó, rồi ở đây. Ui à. Thì đây có nhìn rõ một phần nữa này, cái chỗ này này, cái chỗ này là nó phải có một cái miếng, nó phải có một miếng đồng tản nhiệt nó dán ở khu này này. Đấy, nó dán ở khu này này, nhưng mà con này không có, chắc chắn con này là con này thấy là không có một cái dấu hiệu gì của keo cả, thì chắc chắn là cái khung này là khung mới và người ta chưa dán keo, hoặc là người ta không, hoặc là người ta không có cái miếng đồng tản nhiệt đấy, nhưng người ta không dán vào đây được. Tại vì cái miếng đồng ấy nó cũng khó lắm đó. Các bác miếng đồng, nếu bắt đầu kỹ thuật các bác cũng biết là cái miếng đồng này khi mà tháo từ cái máy khác sang ấy, nó sẽ bị nhăn nheo, cho nên nhiều khi không tháo được ấy. Đương nhiên vẫn tháo được thôi, nhưng mà nó khó hơn ấy, đấy, kiểu kiểu đấy. Thì hôm nay hiện tại là không có gì. Đấy, ok, con này coi như là thứ nhất là mất miếng đồng tản nhiệt này. Bên đã sửa chữa này, em sẽ tháo cái cụm chân sạc ra xem là con này đã thay chân sạc chưa các bác nhé. Đấy. Tại vì thực ra thì thay chân sạc rồi cũng tốt thôi, chả sao cả. Tại vì V60 thì các bác cũng biết rồi đấy, cái lỗ chân sạc thì nó rất là phổ biến rồi. Các bác nào mà tìm hiểu về V60 thì các bác cũng biết. Nhưng mà ý là xem là nó cái này có phải là chân sạc zin hay không ấy mà. Đó, bỏ cái này ra. Ừ. Đây các bác này, nhìn này, chân sạc này, chân sạc là không biết các bác nhìn rõ không, chân sạc thì sửa bé bét rồi các bác nhé. Chân sạc này chắc chắn là một điều là sửa bé bét rồi, không biết là sửa hay là thay không biết, nhưng mà đã có dấu hiệu của việc mà can thiệp khò hàn ở đây rồi. Đây này, khó hơi khó nhìn chút đó. Nói chung là đó, để em xem nào, em có cái của em mới đâu không biết tiêu rồi. Thôi em đang tìm, em có một cái cọng cáp mới rồi, em tìm, chờ em tìm chút nha các anh nhé. Đây có hết sức thông cảm, hết sức thông cảm, em tìm thôi. Tại vì em nhớ em còn một cái zin chưa sửa chữa luôn. Đây các bác chờ em chút thôi. Đây 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 rồi các bạn, đây thế đây này, cái đây này, em nhìn này, này. Em có một cái đồ zin này này, đấy thì cái chân zin này này nó còn nguyên cái miếng cái lớp lớp keo này, lớp keo mà đây là lớp keo có sẵn của nhà sản xuất nhé. Đấy, có sẵn của sản xuất, nó họ đỏ rất là đẹp ở chỗ này này, màu màu hơi xanh xanh này này, đấy đấy. Còn con này thì không có gì cả, con này thì sửa bé bét à, đen xì ở đây rồi. Có nghĩa là họ sửa, họ cũng sửa xong, họ không họ lấy cái họ lấy cái keo màu đen ấy, họ lấy keo gì màu đen ấy, họ quét lên thôi, như kiểu keo UV ấy.
Đấy, nói chung là thôi, các bác hiểu đơn giản là cái con này cũng đã bị sửa sửa cả chân sạc. Đấy. Nhưng còn cái linh kiện gì thay thế nữa không nào? Đó, hiện tại thì em đang tìm thì nào thì là hiện tại chỉ có thế thôi. Màn hình cái thứ thì mình cũng không biết được, tại vì màn hình này thì nó cũng như nhau thôi. Đó. Đấy, nói chung là đấy. Và đây còn một con máy V60. Các bác cũng rất lo lắng, tại vì có thể cái việc mà mất cái máy đồng tản nhiệt thì nó rất quan trọng. Nó sẽ làm cái mền nó nóng nóng mà nó không tản nhiệt được đi xung quanh ấy, nó chỉ nóng ở chỗ CPU đấy, dẫn đến là dùng một thời gian hình như bác này, ừ đúng rồi, bác này bác bảo bác về cày game đấy, bác về cày game cho nên là mà lại không có miếng tản nhiệt đấy nữa thì thôi đứt đứt đấy các bác ấy, đứt là cái chắc luôn đấy. Và con này đứt thật rồi, bây giờ là không lên gì nữa, và em tí nữa sẽ kiểm tra lại chút nữa xem là có liệu có thể khắc phục được không, nhưng mà em nghĩ là không, tại vì nó đã chết như này rồi thì có khắc phục nữa thì nó cũng vẫn chết thôi. Đấy rồi ok, em đấy là em quay cho các bác demo cho bác xem là liệu các bác mua V60 thì bác ấy cẩn thận chút nhé. Thật sự là nếu mà ông nào mà quay clip mà bóc máy là thì càng tốt, tại vì lúc đấy thì mới biết được là còn còn những cái đồ, nói chung chỉ cần biết là còn đủ đồ hay không là ok, là khá ok rồi. Và đặc biệt là đồ của LG thì nó ít khi có đồ lởm lởm hẳn lắm, cũng có đấy, nhưng mà nếu mà có thì là các bác quay được mà các bác xem được clip thì nó ngon. Chứ còn nhiều ông cứ bảo zin hay này zin này zin kia thì cũng khó lắm các bạn, thực sự là khó đấy. Rồi các bác nhé, em tạm thời là đóng cái video này đây, em là có cuộc gọi rồi, ok chào các bác nhé.